mất tiền như chơi đấy bà con ơi, mất tiền như chơi đấy các tình yêu ơi, không biết đâu mà lần đâu các tình yêu ạ. Được chưa các tình yêu, bây giờ giá đất lên đến hơn 100 triệu rồi, đất đấu giá mà còn lên đến hơn 100 triệu, vậy thì không biết là mấy nữa mà Vin, người ta triển khai Vin Đông Anh thì không biết là giá còn tăng khủng khiếp như thế nào. Thế thì mình phải trả lời một câu hỏi này, cái giá đấy nó đã phù hợp tại Đông Anh chưa, được chưa các tình yêu, được chưa các tình yêu đấy, các tình yêu phải trả lời câu hỏi đấy. Bởi vì sao? Bây giờ giá lên đến hơn 120 triệu. Vậy thì bà con Đông Anh giàu thế à? Bà con Đông Anh nhiều tiền để mua đất để ở với cái mức giá hơn 100 thế à? Thì các tình yêu phải cẩn thận không là dính FOMO. Được chưa các tình yêu? FOMO là gì? FOMO là cái hiệu ứng, đúng không? Là hiệu ứng đám đông. À, người người, mình thấy là người người, nhà nhà đi đầu tư đất. Thế là mình cũng đầu tư đất theo. Thế là rất dễ là đu đỉnh đấy nha. Câu chuyện ở Phú Quốc gương bằng cái liếc rồi, rất nhiều nhà đầu tư, được chưa các tình yêu, rất nhiều nhà đầu tư, được chưa, khóc tiếng mán ở Phú Quốc rồi, đúng không, khóc tiếng mán ở Phú Quốc 2018-2019, các tình yêu ok chưa các tình yêu ơi, đấy các tình yêu phải hết sức lưu ý giúp tôi cái tình yêu nhá, đấy đặc biệt là anh chị em cô dì chú bác nhá, mà đang có ý định đầu tư đất ven ở Đông Anh là phải trở lên hết sức là lưu ý, được chưa, hết sức là lưu ý đấy. Yeah. Đấu giá mà giá lại lên 120, thế thì các tình yêu cũng phải cẩn thận liệu là rằng có cái bàn tay ở đâu đấy tham gia vào không, đấy có cái bàn tay, có một cái thế lực ngầm nào đấy khiến cho giá đất đấu giá thành công cao gấp 2 lần so với giá khởi điểm, thì các tình yêu phải trở lên hết sức là lưu ý, được chưa. Và tôi nghĩ rằng là đầu tư ở Đông Anh, đúng, sắp tới các dự án thì giá nó có thể tăng đấy, giá có thể tăng đấy, thế nhưng mà để mà thực sự đầu tư một cách bền vững và an toàn thì các tình yêu vẫn phải nhìn Đông Anh với một cái tầm nhìn dài hạn ra, được chưa, được chưa các tình yêu. Còn các tình yêu mà định lướt sóng thì tôi không phủ nhận rằng trong thời gian sắp tới có một vài người có thể đu đỉnh, à có thể, xin lỗi, có thể là lướt sóng thành công, có lợi nhuận tại Đông Anh, thế nhưng mà cũng chưa biết là ai sẽ là người đu đỉnh và dính một bài học lớn tại thời điểm này. Chúng ta thấy rằng là kinh tế vẫn còn khó khăn, đấy, vẫn còn lạm phát, vẫn còn chiến tranh. Thế mà các tình yêu đầu tư như kiểu là các tình yêu biết được rằng là các tình yêu kiểu gì cũng thắng rồi đấy. Được chưa các tình yêu? Đấy, các tình yêu đầu tư như kiểu là các tình yêu có cái máy du hành, vũ trụ du hành thời gian của Doraemon để các tình yêu chui vào cái gầm bàn. Các tình yêu biết được rằng là khoảng 1 năm cho đến 2 năm nữa là gấp đôi gấp ba. Đấy, các tình yêu phải trở lên hết sức là bình tĩnh, được không ạ? Đây là thời điểm mà các tình yêu phải trở lên quản trị cảm xúc của mình tốt nhất có thể, được không các tình yêu ơi? Các tình yêu thấy ok không? Các tình yêu thấy ok thả like, thả tim, share video giúp tôi với anh chị em bạn bè cô dì chú bác trên tất cả nền tảng mạng xã hội, được chưa? Đấy nhá, tôi nói xả xã nhưng kiểu gì thì kiểu các tình yêu cứ xem mà xem nhá, chỉ gọi là năm nữa thôi là nhiều người là đau ăn đòn đấy các tình yêu ạ nha. Lên like là tôi phải gọi là hãm các tình yêu lại một tí đấy, chứ các tình yêu bây giờ là cẩn thận FOMO nên tôi phải hãm các tình yêu lại nha. Có thể là các tình yêu sẽ là người có lợi nhuận lướt cọc thành công, thế nhưng mà các tình yêu hãy nhớ rằng, được không ạ, kiểu gì thì kiểu qua mỗi cơn sóng thì đều có những người bị sóng nó đánh cho, đúng không, nhập viện đấy nhá, khoa răng hàm mặt, chấn thương chỉnh hình, được chưa. Các tình yêu thấy video này hay, hữu ích, được chưa, like share giúp tôi với, thả tim thả like đấy nha. Đất đấu giá, đặc biệt là đất đấu giá ven đô Hà Nội, các tình yêu phải trở lên hết sức là lưu ý. Rồi tiếp, thông tin tiếp theo này đấy, thông tin tiếp theo này đấy, cái buổi đấu giá đất ở huyện Phúc Thọ nhá, là chỉ có 3 khách đăng ký tham gia, chỉ có 3 khách hàng tham gia đăng ký thôi đấy, các tình yêu phải cẩn thận nhá. Trước đó nhá, 33 thửa đất đây, cái này vừa điểm rồi đúng không, huyện Đông Anh đều được đấu giá thành công đấy, khởi điểm cao gấp đôi đấy, được chưa. Hay cuối tháng 3 ở Mê Linh cũng đấu giá thành công 30 lô đất, trong đó có lô đạt hơn 50 triệu đồng 1 mét vuông, cao gần gấp đôi khởi điểm, kinh khủng khiếp luôn các tình yêu ơi. Anh chị em bạn bè cô dì chú bác đọc đến đây có hơi giật mình không, khi mà đất đấu giá, được chưa, đất đấu giá ấy đều đấu thành công ở mức giá cao gấp đôi so với thời điểm mà giá khởi điểm nhá. Anh chị em bạn bè cô dì chú bác có thể hiểu thế này, tức là khi mà đi đấu giá đất ấy, thì nhà nước sẽ phát giá, sẽ phát ra một cái giá là gọi là giá khởi điểm, được chưa, rồi khi vào đấu thì ông nào đấu trả giá cao hơn thì đất đấy là của ông đấy, được chưa các tình yêu ơi, được chưa các tình yêu.
Thế thì các tình yêu phải trở lên hết sức để ý. Đất đấu, các buổi đấu giá đất là các buổi để anh em người ta làm sóng, được chưa? Người ta lập đội bay, người ta làm giá. Nên là các tình yêu phải hết sức, được chưa? Và cá mập thì đi theo đàn, nhưng mà cá con thì lại đi riêng lẻ nhá. Cá mập, các tình yêu hãy luôn nhớ rằng trong đầu tư bất động sản, cá mập thì luôn đi theo đàn, còn cá con thì luôn đi riêng lẻ. Nên các tình yêu phải trở nên hết sức là cân nhắc khi mà tham gia vào một cái buổi đấu giá đất mà giá cao bất thường như không? Giá cao gấp đôi lên như thế này, thì các tình yêu phải hết sức là lưu ý, hết sức là phải cẩn thận. Được chưa ạ? Được chưa ạ? À ấy nhá, thế thì là bây giờ là đấy, cuối tháng 3 nha, Mê Linh là đấu giá thành công 30 lô, được chưa? Cao gấp đôi giá khởi điểm. Đấy. Rồi, thông tin tiếp theo mà tôi sẽ cập nhật đến tất cả các tình yêu rằng chào anh Nguyễn Văn Thắng, chào tất cả anh chị em, bạn bè, cô dì, chú bác trên tất cả nền tảng mạng xã hội của tôi. Chào Nguyễn Thị Lan nhá, chào Dũng Ngô, chào Tạ Quân 1994, chào Tạ Quân 1994, chào Thanh Trần nhá, chào tất cả tình yêu. Các tình yêu vào like share đi ạ, các tình yêu vào like share đi. Rồi, ôi nhiệt tình tâm huyết thế này, còn gì nữa, được chưa? Các tình yêu còn mong đợi điều gì nữa? Nhiệt tình tâm huyết, được chưa? Cao to đẹp trai ấy, giọng nói thì hào sảng, được chưa? Có sổ đỏ nhưng vẫn ngồi trên này, tâm huyết với các tình yêu như thế này thì các tình yêu còn mong chờ điều gì nữa mà không like share đi, được chưa? Nhiệt huyết thế này mà còn không like share thì còn chờ đợi điều gì nữa, đúng không các tình yêu? Đúng không các tình yêu? Các tình yêu còn mong chờ điều gì nữa đây? Hả? Không hiểu, tôi không hiểu. Các tình yêu còn mong chờ gì ở một streamer? Đấy, các tình yêu còn mong chờ gì nữa đây? Nhá, được chưa? Đẹp trai chưa? Quá đẹp trai, được chưa? Hào hoa phong nhã, hào hoa phong nhã, được chưa? Có sổ đỏ chưa? Có sổ đỏ luôn, nhá. Quá nhiệt tình không? Nhiệt tình tâm huyết luôn. Đấy, các tình yêu còn mong chờ điều gì nữa mà không thả like thả tim, được chưa các tình yêu ơi? Em ơi, hỏi khi ra một cửa đủ thủ tục sang tên thì theo luật bao nhiêu ngày ra được sổ đỏ? 30 đến 45 ngày chị ơi, 30 cho đến 45 ngày chị nhá. 30 cho đến 45 ngày là ra được sổ đỏ. Đấy, 30 đến 45 ngày theo quy định của pháp luật. Được chưa? Được chưa chị ở Kim Khí Nam Định ơi. Đấy nhá. Đấy, nhưng mà cũng có một vài trường hợp đấy, nếu mà chị nếu mà chị thế này này, đấy 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 đấy, chị thế này 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 nhá. Biết đâu đấy, lại nhanh hơn. Được chưa các tình yêu? Chào Ruby fan nhá. Chào ok chị nhá. Ok chị, được chưa? Rồi, được chưa các tình yêu ơi? Có lên đầu tư dân xung quanh, đất dân xung quanh sân bay không? Đầu tư được anh ơi, đầu tư được nhá, đất dân xung quanh được. Đấy, nhưng mà cố gắng là đầu tư cái vị trí nào mà nó hạn chế cái tiếng ồn nhá, hạn chế cái tiếng ồn tí. Đầu tư sân bay được. Đầu tư đất dân gần sân bay thì sau này là có thể là làm ấy, nhà nghỉ khách sạn nhá. Sân bay Long Thành liệu có như sân bay Nội Bài không anh? Cái này hỏi cái này thì nó hơi khó, nhưng mà để mà so sánh Long Thành với Nội Bài thì không thể so sánh được, đúng không ạ? Nội Bài nó là trung tâm kinh tế, tức là Hà Nội nó là trung tâm kinh tế chính trị của cả nước rồi, được chưa? Người Tràng An ấy đẹp, lịch sự nhã nhặn ấy, duyên dáng, thế thì anh nghĩ là khó khó đúng không? Nhưng mà nếu mà em xác định đầu tư sân bay Long Thành thì em phải đầu tư nó dài hạn ra, tầm nhìn nó dài hạn ra. Quân ạ, nhá, anh Quân ạ, nhá, anh Quân lưu ý là nếu mà anh Quân có đầu tư sân bay Long Thành thì cũng phải tầm nhìn nó dài hạn ra. Đấy, trong một cái tình hình chính trị cũng còn nhiều cái sự thay đổi như thế này thì sân bay Long Thành không thể một sớm một chiều mà xong được. Đấy, thế thì anh cũng lưu ý nhá, lưu ý cái đấy. Chào chị Lan Vũ Thủy nhá, chào tất cả các tình yêu trên tất cả các cái nền tảng mạng xã hội, được chưa các tình yêu ơi? Nói thật là nhiều khi tôi không hiểu, tôi không hiểu được, được không ạ? Anh chị em, bạn bè, cô dì, chú bác trên tất cả các nền tảng mạng xã hội, còn mong chờ gì ở một streamer nữa đây? Còn mong chờ gì ở một streamer mà không like share cái video cho tôi đi ạ? Được chưa các tình yêu? À, tâm huyết, nhiệt tình, được chưa? Có câu hỏi nào của các tình yêu mà tôi không trả lời không? Trừ trường hợp là tôi không biết nha, tôi không biết thì tôi bảo là không biết. Còn tôi biết đến đâu thì tôi sẽ chia sẻ với tất cả các tình yêu. Các tình yêu còn mong chờ điều gì nữa mà không like, share, thả tim đi ạ? Được chưa các tình yêu? Các tình yêu còn mong chờ điều gì nữa đây? Rồi ôi,
Và một người đàn ông có tình yêu còn mong chờ điều gì nữa? Được chưa? Đẹp trai chưa? Đẹp trai rồi. Có sổ đỏ chưa? Có sổ đỏ rồi. Được chưa?